Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đã quay video đây. Và hôm nay thì mình không làm món ăn nữa, mà mình sẽ làm một món nước rất là phổ biến trong giới trẻ của chúng ta. Ngoài trà sữa thì còn có đó chứ là trà đào, ta da. Các bạn thấy không? Món trà đào này á, thì mình thấy là giới trẻ cũng rất là hay uống. Đơn giản, món này đơn giản làm hơn trà sữa, và món này chính tay mình tự làm đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn nguyên liệu nha. Đầu tiên đây là đào. Đào này thì mình mua và sau đó mình cắt ra và mình có luộc qua. Mà đào nha các bạn, không phải như những cái trái khác như trái ổi hay trái xoài, mình cắt ra rồi dễ dàng đâu, mà cái hột của nó rất là cứng, mà mình phải dùng dao đó mình cắt, mình tách ra chứ không phải mình cắt miếng miếng ra được. Đây mình dùng dao mình cắt cái miếng đào ra nè các bạn. Được rồi, bây giờ quay lại ly chè thôi. Ta da. Được rồi, còn nguyên liệu tiếp theo đó chính là gì? Đó chính là trà Lipton Ice Tea trà vị đào. Cái này thì mình mua, nếu như các bạn mua lẻ thì là 2.000 một gói, còn nếu như mua hộp như thế này thì là 36.000, tổng cộng có 18 gói. Nói chung là cũng vậy à. Đây cái hộp đẹp. Mặt trước thì nó in nằm ngang như vậy nè. Đó. Ở trong này thì còn vài gói nha. Còn mặt sau thì in thẳng đứng như này. Ở bên này người ta có cái cách bày mình cách pha chế nè. Cho một gói trà Lipton Ice Tea vào ly, đổ 100ml nước vào ly, khuấy đều và sau đó thêm đá và thưởng thức. Còn cái này mình thêm cả đào nữa. Đồ uống có bổ sung vitamin C. Mình cũng khá là thích uống trà đào, cho nên mình mới quyết định là có uống trà đào. Đây. Đây các bạn thấy hình trà đào không? Cái trà đào nó giống gì nè các bạn. Cái ruột á, cái vỏ á, cái hộp nó khá là cứng. Được rồi, bây giờ mình sẽ thưởng thức và mình sẽ thử như thế nào nhé. Đây. Khá là hợp vị với mình. Trong lúc phay thì cái này mình có phay 2 gói. Mình dùng 2 gói trà. Mình nghĩ cái số lượng đó là phù hợp nhất. Nếu như mình nghĩ một gói thì sẽ ít hơn. Đào mình có luộc qua rồi cho nên nó rất là mềm, ăn rất là ngon nha các bạn. Đây, đào thì mình dùng 2 trái cho nên còn dư nè, cho nên nếu như mình biết thì mình sẽ dùng 1 trái thôi. Đây là một món uống cấp đơn giản, các bạn có thể dễ dàng làm tại nhà và có thể sử dụng trong mùa hè nóng bức này. Đây có đá nè. Rất là đơn giản luôn nha các bạn. Mình sẽ uống thử. Được rồi, các bạn hãy xem tới cuối video nhé. Và cuối video thì mình sẽ để hình của cái ly nước này, của cái ly trà đào này để các bạn xem lại nhé. Bây giờ thì thôi, tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Mình phải ăn một miếng đào đấy. Mình nghĩ đào á
bỏ vô nước lạnh, nước đá kiểu như gì này là uống ngon, ăn ngon, nhưng mà ăn không thì không có ngon. Thôi tạm biệt, bye bye, xin chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nhé. Bye bye.